Em mến chào tất cả anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Tiếp tục hôm nay em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá sầu riêng tại miền Tây cũng như là giá sầu riêng ở ngoài Bảo Lộc nha anh chị. Thì chủ yếu là tập trung vào giá sầu riêng Thái cũng như là Monthon và sầu riêng Ri Sáo nha anh chị ha. Và có nhiều anh chị hỏi là về cái sầu riêng Moon Sunkin sao không cập nhật, thì ở đây á, thì như anh chị xem kênh em, anh chị cũng đã biết rồi là kênh của em là cập nhật từ cái giá kho chứ không phải là lấy cái thông tin từ ở trên mạng xuống là cập nhật cho anh chị, là nó không có chính xác. Ở bên em là cập nhật cái giá kho và để lại cái số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc luôn, nó rất là chính xác anh chị ha. Nói chung là kho ra là khoảng đâu là mấy giờ chiều là em có giá rồi đó, là em làm video nha anh chị ha. Và một số tình hình ở anh em miền Tây xem kênh em mới gần đây thôi cũng không có biết nữa, nói sao em cập nhật giá cái giá trước. Thì cái tình hình này là lúc trước mấy anh Tây Nguyên cũng đã biết rồi, có nghĩa là sau 3 giờ chiều thì bên em sẽ cập nhật một cái giá mới. Cái giá nó là nó phải thay đổi nha anh chị. Thành ra là cái giá của mình qua bữa sau là anh chị có thể là áp dụng được. Thì đó là vậy nha. Nói chung là anh em cũ là đã biết rồi, còn những anh em mới thì đôi lúc còn hơi bỡ ngỡ nha anh chị. Rồi thì bây giờ em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá sầu riêng ha tại kho Tú Nguyễn nè. Thì kho Tú Nguyễn ngày hôm nay phát giá loại A là 155.000 ha, trái từ 1 ký 9 cho đến là 5 ký, còn loại B là mua là 135.000, còn hàng C là 6X ha. Hàng Ri 6 loại A là 145.000, trái từ 1 ký 9 cho đến là 5 ký, còn loại B là 130.000, còn hàng C là mua 6X. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị về số điện thoại nè, 097 910 1601 để gặp ngay là anh Tú nha. Tiếp tục là cập nhật cho anh chị về cái kho Gia Long nha anh chị. Gia Long 001 loại A Thu Thái miền Tây là hôm nay là mua là 160.000 luôn, còn loại B là 140, và hàng C là 65, còn hàng giạc là mình thương lượng ha. Còn hàng Ri 6 tại kho Gia Long 001 là hiện tại là em thấy là tạm ngưng nè. Còn hàng Bảo Lộc á, loại A là mua là 157.000, còn loại B là mua 137 và hàng C là mua 62. Số điện thoại để cho anh chị có thể là gọi được á, là 0767 633 733, để gặp ngay là chị Đào nha. Tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá sầu riêng tại kho của bạn Tuyền nha anh chị. Thì kho của bạn Tuyền, bạn thu mua hàng Thái ở ngoài Bảo Lộc là 157.000, loại B là 137 và hàng C là 62 ha. Còn hàng Thái ở Tiền Giang á, loại A là mua là 160 ha, loại B là 140 và hàng giạc á là mua 30 đến 40. Số điện thoại là 0794 388 920 nha anh chị. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật một cái kho khác nữa nè. Kho tiếp theo là kho của bạn Hoa Nắng nha. Thì loại A là bạn mua là 160.000, loại B là bạn mua là 140 ha, và hàng C là mua 6X. Còn hàng Ri 6 là mua từ 145 cho đến là 150 nha. Loại B của mình là 125 cho đến 130, còn hàng CD là mua khoảng đâu là 6X nha anh chị. Số điện thoại là 032 759 0303 để gặp ngay là bạn Bé Nắng nha. Tiếp tục là sẽ cập nhật kho của bạn Dâu nè. Kho bạn Dâu thì hôm nay là bạn mua với tỷ lệ 73 nha, 73 ăn lên nha anh chị ha, và mua với hàng Ri 6 thôi. Thì giá là khoảng từ 130 cho đến là 140. Còn số điện thoại là 097 323 3379 nha. Tiếp tục là sẽ cập nhật một cái kho khác nữa ở miền Tây nè. Kho này là kho của bạn Lạng nè. Hàng Ri 6 bạn mua là 145 ha, loại B là mua 125 và loại C là mua 60. Còn hàng Thái miền Tây á, loại A là mua 160, còn loại B là mua 140 và hàng C là 65. Tình hình nói chung á là em thấy là giá sầu riêng của mình đang có lên nha anh chị ha, lên khoảng đâu là tầm 5 giá đó. Tiếp tục là em sẽ cập nhật kho của anh Phan Công nè. Kho của anh Phan Công phát giá ngày hôm nay là loại A là 155 cộng nha, còn loại B là 135 và hàng C là 65, còn hàng Ri 6 là 145 cộng, hàng B là 130 cộng, còn hàng C là 60 ha. Số điện thoại là 0942660909. Cộng ở đây có nghĩa là ví dụ như anh chị bán ít á, ví dụ như bán 1 tấn đi thì giá của nó là 145 đối với hàng Ri 6 ha, còn trên 2 tấn là sẽ tính là giá cộng nha. Rồi sẽ cập nhật kho của anh Duy Sơn. Kho của anh Duy Sơn phát giá ngày hôm nay là loại A là 155, còn loại B là 135 và hàng C là 65 ha. Hàng Ri 6 loại A là 145 và loại B là 130 và hàng C là 60. Địa chỉ tại Cái Lãi Cái Bè Tiền Giang nha anh chị. Số điện thoại là 084 310 0308 để gặp ngay anh Sơn.
Rồi tiếp tục là sẽ cập nhật tại kho của anh Phước Lộc nè. Kho của anh Phước Lộc đối với hàng Thái miền Tây là loại A mua được chỉ 150 thôi, so với những kho khác là thua khoảng 10 giá nha anh chị. Còn loại B là mua 130 và hàng C là mua 65. Còn hàng D6 loại A là mua 145, loại B là mua 125 và hàng C là mua 73. Số điện thoại là 083 394 3979 để gặp ngay là anh Phước Lộc nha. Tiếp tục là sẽ cập nhật một cái kho khác nữa anh chị. Để em coi mấy cái kho bình luận coi, tại vì gửi vô nhóm Zalo anh chị cũng nhiều lắm. Thành ra là em cũng phải lướt qua em xem cái. Rồi cập nhật kho của bạn Quế nè. Đối với mà hàng ri miền Tây nha anh chị ha, là mua từ 143 cho đến 145 cộng. Còn loại B là mua từ 123 cho đến 125, còn hàng C là mua 60. Còn Thái miền Tây á, là 155 cộng ha, loại B là 135 và hàng C là 65. Số điện thoại để cho anh chị có thể gọi được là 0333 374 763 để gặp ngay bạn Quế nha. Kho này á, là kho trái cây của Thủy Thủy gì đó. Rồi thì hôm nay thì em cập nhật cho anh chị một số thông tin vậy ha. Tình hình là giá sầu riêng của mình lên đã đạt được là 160 nha anh chị ha. Khi mà nào có thông tin mới nữa thì em sẽ ra liền nha. Rồi em cũng xin được mến chào và chúc anh chị là mua bán được suôn sẻ nha.